Thì miền Đông thì thái nhiều ha. Quay lại lần nữa cái trái này. Trái là tròn đều đẹp ha. Mà có cái vấn đề đi đọt ha, chứ bà con lưu ý mà nếu mà nó có đi đọt trong thân gì lặt bỏ nha, nó cũng rút dinh dưỡng lắm nha. Đó, còn ngoài lá đi đọt thì mình sẽ phun chặn đọt thôi, super top chỉ đen lại 3 thôi ha. Mấy cái này phun thì dễ đứng nè. À, mấy đọt này ốm phun dễ đứng nè. Rồi ok, chào bà con ha, hẹn gặp lại bà con ở các clip tiếp theo ha. Rồi cảm ơn bà con. Rồi chào bà con mình ha. Thì bữa nay là trên đường đi công tác thì mình ghé hỗ trợ cái vườn chỗ ông Anh ở gần đồng xoài. Ở đây chắc hớn quảng quá, hoặc là chân thành gì đó ha. Chắc hớn quảng, khoảng hớn quảng. Thì cái vườn của ảnh là 140 là mỏng thon, là giống thái đó ha. Thì đã sổ nhị xong, anh em cũng có liên hệ qua điện thoại, cũng có gửi hàng, nhưng mà hiện tại lên đây thực tế thấy thì nó có một số vấn đề. Thứ nhất là về cái độ ẩm ở trong gốc, khi mà nó sổ nhị nhiều á, bông nó rớt xuống như thế này ha, bông nó rớt xuống, độ ẩm dưới này rất là cao ha. Ảnh thì anh nói là mỗi ngày là anh tưới, ngày nào cũng tưới 4 phút, tưới buổi sáng hết trơn á, tại vì đây nắng dữ lắm. Nhưng mà thật sự ở trong gốc nó đã dư độ ẩm rồi ha, và ở ngoài thì nó độ ẩm nó tương đối là đạt chuẩn. Thì nói chung là mỗi ngày tưới mỗi 4 phút thì vào buổi sáng thì rất là tốt, giữ cái độ ẩm để cho bộ rễ nó hấp thu, là nó nuôi cái trái vừa mới sổ nhị xong nè. Hay là cái thứ nhất thì chỉ có cái độ ẩm ở phía trong là nó hơi dư thôi. Cái này thì mình sẽ kêu ảnh cào ra để làm sao mà độ ẩm nó đều hết ở tất cả mọi vị trí ha. Rồi ok, cái thứ hai nữa là vấn đề trên bông ha. Đặc điểm của thằng mỏng thon này á, khi mà bông mà xả nhị xong á, mới vừa xả nhị mà nó xong cái quá trình thụ phấn á, nếu mà mình không đập cái này cho nó rớt xuống ha, thì nó sẽ dính đây luôn. Đó như thái ha, mỏng thon thái ha, nó sẽ rớt, nó sẽ dính trên này luôn. Và khi trái nó lớn lên á, nó sẽ làm cái trái mình bóp méo bị dị tật. Cho nên là cái này là hơi trễ rồi ha, cho nên là sớm hơn nữa, khi mà vừa sổ nhị xong là mình phải lấy cây mình đi đập này ha, cho nó gớt cho dễ. Chứ giờ đập thì cũng gớt đó, mà gớt hơi khó, nó cũng còn dính lại nè ha. Này mình phải gỡ ra nha, mình đập cho nó rớt ra rồi mình gỡ ra nha, chứ để như vậy là nó bị bóp méo, nó sẽ biến dạng cái trái về sau ha, là không có sử dụng được đó. Đó là hai vấn đề đó mình thấy hiện tại cái vườn của anh. Thì thôi, nói chung là cái đoạn gì cũng tạm ổn rồi nè. Giờ xịt, nếu mà anh có thời gian xịt thêm một cử chặn đọt dự phòng nữa, để tránh chuyện đi đọt ha. Và cái độ ẩm ở dưới trong gốc nè rất là cao, độ ẩm thì rất là cao ha. Độ ẩm gì là mình không nên nha. Có thể ở ngoài ẩm xíu mà trong gốc phải thoáng mới được. Lỡ như mà gặp những cái cơn mưa lớn ha, cơn mưa lớn là dưới gốc nó sẽ hấp thu nước thì nó dẫn đến là nó cái rễ nó không có hô hấp được, nó thiếu oxy, nó chết thì nó không hút dinh dưỡng được, thì nó không nuôi dàn trên được. Cho nên là ở trong gốc là phải khô thoáng ha. Đồng ý độ ẩm là phải có độ ẩm, nhưng mà độ ẩm là phải đều hết, chứ không trong gốc ẩm ở ngoài không có ẩm được nha. Đây, cái đọt gì là cũng tạm ổn rồi ha. Đây mình đi tế nữa cho mọi người tham quan cái vườn này ha. Cái này là 140 cây là mỏng thon, với một số cây ri sáu. Cây thì khoảng năm thứ sáu ha. Bông rất là đạt luôn, bông rất là đạt ha. Mình chỉ có vấn đề là nằm ở chỗ gốc này thôi, tại vì chụp hình thì gửi qua thì mình không có thấy cái gốc nha, mình chỉ thấy cái bông thôi. Thành ra nay ra đây thì mình thấy cái vấn đề chỗ cái bông thì mình nói sẵn, mình nói luôn cái chỗ cái gốc thì mình nói luôn. Với cái bông này ảnh không có đập nè, ảnh không có đập, không có vũ, cho nên nó dính còn nguyên à. Cái này sau này là nó sẽ biến dạng cái trái mình luôn ha, bà con lưu ý chỗ đó. Còn nhìn chung cây thì ra bông rất là đạt ha, ra đều từ trong ra ngoài ha, chứ không có ra ở mấy nhánh nhỏ, nhánh bự cũng ra đều luôn nè.
ra điều cành hết tất cả các cây luôn ha. Thì mình có những, khi mà mình công tác ở miền Tây bây giờ thì cũng như là cũng ok rồi. Giờ mấy vườn miền Tây cũng đạt rồi thì mình sẽ đi miền Đông để mình hỗ trợ các vườn ở miền Đông ha. Đó. Thì cái vườn này mình sẽ ghi nhận tới giai đoạn nào ở khu vực miền Đông ha. Cụ thể là ở đây là Bình Phước. Giai đoạn nào như thế nào đó mình sẽ nói để lưu ý bà con mình ha. Còn về vấn đề mà nước nôi ở dưới gốc nè, tại sao dư nước nó lại rụng, tại sao thiếu nước nó lại rụng, mình sẽ phân tích ở cái vườn của một cái vườn khác ha. Do bữa nay là không có thời gian cho nên là mình sẽ không có thời gian để phân tích, nhưng mà ngày mai khi mình thăm một vườn khác cũng mình hỗ trợ ở Bình Phước nữa thì mình sẽ phân tích tại sao dư nước lại xảy ra hiện tượng méo trái và rụng trái ha. Kính chào quý bà con ha. Thì bữa nay có dịp quay trở lại Bình Phước. Như mọi khi cái clip thì bắt đầu bằng cái chòi này ha. Như vườn này vườn của anh Tiếp ở Trân Thành, Bình Phước. Ở đó Hớn Quảng. Thì mình sẽ quay cái clip này, cái vườn này thường xuyên. Hồi trước thì có một cái clip quay về lúc mà đang cây đang sổ nhị đó. Thì lúc đó thì mình hỗ trợ của anh Tiếp cũng được khoảng đâu đó khoảng nửa tháng rồi. Thì tới lúc đó, lúc gặp anh Tiếp thì khúc đó thì cái cây nó đang đi đọt, thì hỗ trợ anh phun xịt dưỡng bông dưỡng trái rồi ha. Thì bữa nay quay lại thì trái nó tầm khoảng năm mấy ngày rồi. Thì mình đi ngang kiểm tra xem giùm ảnh coi nó có vấn đề gì không. Thì mình thấy là cái tỷ lệ đậu trái trên cây thì rất là tốt ha. Bắt đầu đi lại kia đi gầm đi vòng lại đây. Đây toàn bộ là mỏng thon hết. Thái ha, sọc thái hết. Đô na thái. Bây giờ mình thấy cái đọt nó đi rồi nè. Mình cũng có nói ảnh là canh chừng cái đọt. Thì khi nào cái đọt đi á thì phải phun chặn đọt gấp ha. Thì mình hiện nay mình thấy nè, cái số trái trên cây cũng rất là nhiều ha. Ước chừng được đâu khoảng 50-60 trái trên cây gì đó. Có cây thì không tới ha. Đây. Nói chung giai đoạn này cũng khá là an toàn rồi ha. Nhưng mà giờ nó đi đọt, nếu mà đi đọt mạnh đó, thì nó vẫn có thể là nó bị rụng trái, méo trái được các kiểu ha. Thì bản chất của thằng Thái thì nó cũng hơi méo chứ nó cũng không tròn. Thì mình thấy ở đây thì đọt nó có đi nè. Nó có đi đọt trong nách nè ha. Thì mình sẽ đưa anh phun cái thằng đen lại 3 chiếc super top để chặn lại nè. Phun mình phun chặn đọt mình nên phun kỹ phía trong này ha. Phía trong này nó ra phía trong, nhiều khi mình quơ ở ngoài không mình tưởng là nó đi đọt ngoài nhưng mà thật ra phía trong nó cũng có đi nè. Đó, mình quản lý kỹ mấy cái đọt trong phía trong này ha. Đọt phía trong này là nó cũng dinh dưỡng dữ lắm á, chứ không phải riêng gì mấy cái đọt ở phía ngoài đâu nha. Bà con mình có quơ chặn đọt quơ kỹ luôn ở trong giùm mình ha. Đây, đọt bây giờ nó bắt đầu nó đi nè ha. Đó, trái trong thì còn khá là nhiều. Khá là nhiều. Thì giai đoạn này mình cũng cho anh tưới phân xô ha. Kết hợp với là gãy 3 số. Để cho nó nuôi trái đồng đều ha. Trái lớn đồng đều. Rồi trong trái thì mình cho phun bo rong biển cộng với canxi pháp. Này, quay qua cây này đi. Đó, số lượng trái cây còn cũng khá là nhiều ha. Có cây thì ba mấy trái, có cây thì 50 trái, 50-60 trái gì đó ha. Rất là nhiều. Mấy bên đây nữa nè. Thì nói chung cũng ổn. Bây giờ dằn cái đọt ha. Dằn cái đọt cho tới khoảng đâu đó khoảng 70 ngày ha. Thì mình có thể mình cho nó đi chậm chậm từ từ được.
Còn giai đoạn này nếu mà đi đọt nó cũng khá là nguy hiểm. À, tuy nhiên là cái cây anh thái thì cái bộ lá nó không đẹp nhưng mà nó rất là có lực ha. Cây rất là to. Cây này chắc tầm khoảng 6 năm quá. Bây giờ bữa hỏi ảnh mà quên cái năm rồi. Đó. Cái số cái trái trên cây đẹp đó ha. Thì nói chung là ảnh cũng chặn cái đọt suốt. Từ lúc mà số nhị tới giờ nó cũng lâm le đi đọt suốt. Thì ảnh cũng phải phun super top với đen là ba suốt ha, mới giữ được cái đám trái này ha. Đây, chứ cái tỷ lệ đậu nó cũng rất là cao ha. Tỷ lệ đậu nó cũng rất là cao. Rồi nó lâm le đi đọt cái là nó rớt một số trái ha. Một số trái rất là nhiều ha. Chứ hôm bữa mình ghé thì nó đậu cũng rất là nhiều. Cây 6-70 trái không chứ không ít đâu. Nay ghé thì còn khoảng 5-60 trái ha. Đó, số trái trên cây đó, mọi người có thể thấy đó ha. Này là Bình Phước nha. Bình Phước thì bây giờ trái nó bay lớn rồi nè. Đó, ngược nắng quá, quay khó quá. Ha, số trái trên cây ha. Đó, tròn như trái banh luôn ha. Nói chung số cái trái này mà càng đọt ok nữa thì số trái này giữ nguyên thì cây này tầm khoảng 150-200 kg là ok bình thường. Thái mà nó rất là nặng ký ha. Đó, như chòm này không là 2, 4, 6, 7 trái rồi đó. À, rất là sai. Thì anh cũng không có phun gì khác ngoài bò pháp nè. Rồi canxi của Bình Đại Lâm ha. Đấy, hồi mình ra anh quay đóng thuốc cho. Rồi anh phun super top với đen lại 3. Đó, mấy cái thường thường vậy đó, mình cũng xài ở miền Tây nhiều mấy cái đó. Thì áp dụng trên miền Đông Tây Nguyên thì cũng rất là khá là thành công ha. Đó. Nước đâu thì mình cho anh tưới nước cũng vừa vừa thôi, đừng tưới nhiều quá tại anh đang đi đọt, mình đang hãm đọt mà tưới nhiều quá nó đi đọt kìm không nổi. Đó. Như cây này thì khoảng 30 trái ha, nó là như vậy. À, nói chung là Thái năm nay bà con mình bị rụng hơi nhiều ha, thì cả ri luôn, đi đọt kìm không nổi thì rụng. Hôm nay tiết đọt mạnh quá, cái này cũng kìm miết luôn á, mà cũng không lợi với nó luôn á. Ảnh phun định kỳ mà cứ 10-15 ngày là ảnh phun chặn đọt lần á. À, mình quay thì mình sẽ quay hết ha, quay hết cả vườn luôn. À, à. À. Thì nói chung vườn ảnh cũng làm cũng không có nhiều, chắc khoảng 100 cây thôi. Mà trồng ảnh trồng dày nữa, trồng quá dày. Cho nên là mình hỗ trợ thì mình hỗ trợ ha, hỗ trợ thì hỗ trợ tới cùng để sao cho ảnh đạt thì thôi. Chứ không có nghĩ gì xa xôi vườn lớn vườn nhỏ ha. À, quay hết luôn á. Cây này thấy gì chứ nhiều lắm nha. Thấy trái gì đó chứ nhiều lắm. Đó, đó. Nha. Mọi người coi ha. Cái đọt phun riết mà gặp mưa cái cũng kèm không có nổi luôn nè. Giờ anh hết thuốc rồi, anh đặt anh phun chặn lại mới được, cho nó đi chậm lại. Rồi đọt nào chưa đi thì nó già chắc luôn ha. Đó, số trái anh cây đó ha. 30-40 trái, 40-50 trái có đủ hết. Đủ cỡ ha. Cái đọt này còn nhỏ quay thấy nó lừa thừa ha. Cũng phải quay. Quay đằng 11 rồi có cái cơ sở dữ liệu ha. Cho
rồi mọi người xem mới còn có cơ sở tin nữa đúng không? Và từ đầu tới cuối ha, chứ mình cũng ít có quay một vườn rồi không có quay lại gì thì khó theo dõi lắm. Nói chung đậu đều đều, mình cái này chắc anh kiếm cây khoảng trung bình khoảng trung bình luôn hết mấy vườn này chắc cây khoảng trăm rưỡi ký quá, khoảng 150 ký ha, bù qua bổ lại 150 hơn đó. Cây nào mình cũng quay hết ha. Rồi quay tới cái chòi này đó, đây đây xương trái trên cây ha. À, có cái clip là khúc mà có bông rồi giờ clip khúc cái trái bự đúng không, vậy là thuyết phục. Rồi tới cái chòi này giờ mình ra mình quay cái đống thuốc ha, đống thuốc mà mình đã cho anh xài mà anh bỏ cũng hơi bừa bộn ha. Đây bỏ ống đốt luôn nè, super top nè ha. Đây là S3, trời ơi đây là S3, lâu quá rồi nó phai màu ha. Bo gồng biển, hữu cơ pháp ha, đó nói chung là rồi canxi chung đủ loại hết ha. Đó, đó cái bộ thuốc mà anh xài đó. Rồi chào mọi người ha, ngoài kia có Duy Sáu nữa mà thôi mình tập trung quay quay thằng Thái thôi, tại miền Đông thì Thái nhiều ha. Quay lại lần nữa cái trái này, trái là tròn đều đẹp ha, mà có cái vấn đề đi đọt ha, chứ bà con lưu ý mà nếu mà nó có đi đọt trong thân gì lặt bỏ nha, nó cũng rút dinh dưỡng lắm nha. Đó còn ngoài lá đi đọt thì mình sẽ phun chặn đọt thôi, super top chỉ đen lại 3 thôi ha. Mấy cái này phun thì dễ đứng nè, mấy đọt này ốm phun dễ đứng nè. Rồi ok, chào bà con ha, hẹn gặp lại bà con ở các clip tiếp theo ha. Rồi cảm ơn bà con.